Nếu sau này mà lấy nhau ấy, anh nghĩ phải đẻ con luôn mới được. Chị sinh con, em nghĩ là nên để thuận cho tự nhiên. Nghĩa vụ của đàn bà là sinh con, nhưng mà em không muốn đẻ thì em lấy chồng à? Ồ, vậy à? Vậy thì anh bảo người mai mối giới thiệu cho anh cô nào có con rồi ấy. Như vậy thì đúng ý anh luôn đấy. Chị còn xin lỗi, tôi đây không phải là cái máy đẻ. Từ từ đã, anh ngồi xuống đi. Ok, chuyện sinh con thì có thể từ từ, nhưng nhất định thì phải là con trai. Không đẻ được con trai thì chỉ có nước ly hôn. Vì đẻ con trai thì mới có người nối dõi. Em mà đẻ con gái thì chỉ có vứt. À, xin lỗi, anh hơi thẳng tính, mong em thông cảm. Tôi thấy như này này, con người anh tuy rất là tầm thường và cổ hủ, nhưng lại cực kỳ tự tin, nghĩ là mình có thể đặt điều kiện cho đối phương. Thế này đi, anh về, anh đuổi mẹ anh ra khỏi nhà đi. Vì không có bà ấy thì anh vẫn có mặt ở trên đời này. Cô, xin lỗi, tôi nói chuyện hơi thẳng thắn, mong anh thông cảm.